Rồi, chúng ta sẽ import vào mấy cái này. Thứ nhất là hải này. Đấy, 1, 2, 3, 4 này. Rồi. Đấy, bốn cái đoạn này. Được chưa? Đầu tiên là chúng ta sẽ import cái này vào. Đấy, cộng với cái này. Đấy, cái này thì chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại thôi. Được chưa? Rồi. Sau đó là chúng ta sẽ nhấn vào phần là gì ạ? Cắt out này. Sau đó chúng ta nhấn auto cắt này. Được chưa? Đấy. Đó, như vậy là chúng ta đã có thêm một cái anh chàng ngồi đứng đây để trò chuyện với cô gái này. Đấy. Chúng ta tắt âm đi nhá. Tất cả là chúng ta tắt âm nhá. Và phần audio này, chúng ta cho âm thanh về không hết nhá. Về audio này, chúng ta cho âm thanh về không hết nhá. Đấy, như vậy là hai người này đứng nói chuyện với nhau thôi. Ok không ạ? Đấy. Đấy, đang đang chat đang nói chuyện với nhau ở quán cà phê thôi. Rồi. Đấy, được không? Đấy. Đấy, sau đó thì mình đưa đoạn của Hải vào. Đoạn của Hải thì nó sẽ có rất nhiều Chào đoạn. Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Đây, mình sẽ cắt cái đoạn này trước này. Được chưa? Rồi, cái đoạn này mình để phía sau nhé. Rồi. Cái đoạn này mình đưa lên trên này, sau mình nhấn vào phần cắt out này, mình nhấn vào auto cắt này. Đấy, được chưa? Rồi. Mình cho to lên, cho to hơn một chút. Rồi, sau đó thì mình sẽ đưa phần yến vào này. Đấy. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Mình cắt đoạn này đi, bỏ đoạn này phía sau. Được chưa? Đấy. Thế thì chúng ta đưa lên đây. Đấy, đưa lên đây. Đấy, chúng ta cũng sử dụng cắt à. Auto cắt. Được đây, xong, xong. Auto cắt này có vẻ không ổn lắm. Thì mình chọn cái bỏ auto cắt đi. Mình chọn cái này. Sau đó mình chọn cái đấy, được chưa? Mình tự cắt, auto cắt không ổn thì mình chọn tự cắt, được chưa? Cái thằng này thì mình chuyển sang bên 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 trái đó. Đó. Ok chưa? Đấy, thì với cái thằng này nhá. Đấy, thì mình sẽ có một cái gọi là những cái đoạn mà nó đứng im, nó freeze này, đấy, có nó đoạn là freeze này, đấy, thì chúng ta copy cái đoạn freeze này ra, đấy, rồi, đấy, thì đến đoạn cuối này. Mình sẽ cho phần freeze này. Đây nha. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Đấy, cái đoạn là freeze này là mình cho nó đoạn đầu đi thì nó sẽ khớp hơn. Đấy. Đấy. Đó. Đây. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang
cái đoạn này nó đoạn chuyển này, cái đoạn này nó có đoạn chuyển này. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng một cái transition để chúng ta chuyển cái chuyển mix này. Đấy. À, không mix được. À, với cái này không mix được. Một công việc kinh doanh mới. Ừ. Rồi. Việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn. Đấy, anh em theo ạ. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn. Ừ, cái đoạn này là nó đang hơi bị mờ này. Nó hơi bị mờ này. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn phần cut out, chúng ta sẽ chọn phần comma key này. Đấy, chúng ta chọn ở phần đây này, xong đưa strand lên này. Đấy, được chưa? Kể cả phần này thế này. Đấy, chúng ta chọn chroma key này. Đấy, sau đó là chúng ta pick up cái đấy này, đưa strand lên này. Đấy, thì nó sẽ khớp hơn, được chưa? Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Đó, được chưa? Đấy, như vậy là đến xong được cái đoạn hội thoại đầu tiên. Đấy, rồi đến đoạn tiếp theo. Đến đoạn tiếp theo đấy, của đồng chí Hải này, thì chúng ta đưa vào cái phần Hải này. Đấy, thì chúng ta cắt đoạn này đi. Đấy. Dạ. Đó. Không cần Mới phải nghe đầu nói tư Yến nhiều đang tiền, tìm kiếm không một công cần phải việc ôm. À đây, đây có Hải đây rồi. Có đồng chí Hải đây rồi. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo và thú vị. Đó là mô hình affiliate cùng công ty Lightwood. Đặc biệt ở đây, bạn không cần phải đầu tư nhiều tiền, không cần phải ôm hàng, và đặc biệt là không cần bán hàng. Đơn giản. Cái đoạn này là đến đến công ty là hết rồi. Và thú vị. Đó là mô hình affiliate cùng công ty Lightwood. Rồi, đến đoạn này là dừng lại này. Đến đoạn này là cắt này. Được chưa? Đến đoạn này là cắt này. Đó, rồi. Cắt cái đoạn này thì đưa vào đây. Rồi, đưa vào đây. Đấy, được chưa? Ừ. Cái này thì chúng ta lại copy. Đấy, chúng ta dán sang đây. Đấy. Này. Bạn biết không? Đây. Chỗ này chúng ta dùng chroma key để cấp cái này cho strand lên một chút. Được chưa? Rồi. Đấy, chúng ta cũng đưa vào đây. Cho ta to ra một chút. Sao nó khớp với cái thằng này. Kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Bạn biết không? Ừ. Muốn nó khớp được ấy là chúng ta thử vào đây, đưa vào đây, đấy, đấy. À, đưa cái nhân vật này vào đúng cái vừa nhận vừa cái đầu nhân vật này, đưa vừa cái cổ những người này, đấy, thấy chưa? À, thì chúng ta sẽ có một cái nhân vật như vậy ở đây, rồi. À. Rồi. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo và thú vị. Đó là mô hình Tôi muốn có affiliate thu cùng nhập công ổn ty định, Lightwood. nhưng không... Đây, cái đoạn này nó bị thiếu ở đây thì chúng ta sẽ copy thêm vào. Nhé. Copy thêm vào đến đây. Đến đoạn cuối này. Đấy. Mình đưa cái này lên đây. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo và thú vị. Đó là mô hình affiliate cùng công ty Lightwood. Đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Bạn biết không? Việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Bạn biết không? Tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc với cuộc sống này. Bạn biết không? Sống này.
Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo và thú vị. Đó là mô hình cùng công ty Lightwood. Rồi, đến cái đoạn này ấy, thì bắt đầu nó chuyển cảnh này. Đúng không ạ? Camera chuyển cảnh này hiển thị những từ khóa quan trọng của các hình ảnh tương ứng này. Đấy. Như vậy là gì ạ? Chỗ này là chúng ta sẽ phải tìm kiếm một số cái hình ảnh chúng ta đưa vào đây. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ tìm kiếm một số cái hình ảnh tương ứng với cái phần voice. Ví dụ như là mình trước là chúng ta chỉ cần đưa phần text thôi. Đưa logo công ty cộng với text 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 liên tục vào. Được chưa ạ? Đấy. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại đưa thêm cái phần của Hải vào. Đấy. Thì cái phần text thì chút nữa chúng ta sẽ làm nhé. Chúng ta sẽ bỏ qua cái phần text để nó tiết kiệm thời gian. Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục làm với cái phần dẫn. Đúng không ạ? Với phần dẫn. Ở đây có phần dẫn một này. Đấy ạ. Có phần dẫn một này là chúng ta chưa làm này. Đấy. Phần dẫn một thì nó sẽ có một cái câu hỏi, một cái text và một câu hỏi đặt ra. Ok không ạ? Đó. Ngay từ đầu nó sẽ có một cái phần text. Chúng ta sẽ import cái phần dẫn một vào. Được chưa? À, import cái phần dẫn một vào. Và phần dẫn một chúng ta đưa lên đầu. Và tất cả những cái phần này thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ phải đưa nó ra phía sau. Đấy. Rồi, tất cả phần này chúng ta sẽ đưa ra phần sau. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ chèn vào đây cái chèn vào đây một cái nền nền trắng hoặc nền đen. Đấy, chúng ta sẽ chèn vào đây cái nền trắng vào đây. Đấy nhá. Rồi. Đấy, đưa cái lời dẫn lên đây. Đấy. Đó. Rồi. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người thành công trên con đường kinh doanh, trong khi một số khác lại cảm thấy thất vọng với cuộc sống của mình? Đó. Đấy. Thì hoặc là chúng ta sẽ đưa ra cái hình ảnh background với một cái bữa tiệc nhộn nhịp, được chưa? Ừ. Thì chỗ này chúng ta sẽ thêm text vào đây. Đấy, thêm text vào đây. Rồi. Đấy. Chúng ta để chữ chữ đỏ. Rồi. Với cái đây là đây. Đấy, thì chúng ta sẽ copy cái đoạn này. Đây. Được chưa? Đó. Rồi. Bây giờ bạn tự hỏi. Đấy. Đấy, rồi. Zoom lại cái được chưa? Rồi, chúng ta sẽ để cái hiệu ứng cái hiệu ứng animation. Đấy, ở đây chúng ta có cái hiệu ứng là chữ chữ viết tích 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 rồi tích tích rồi rồi cái này mình để nó dài ra một tí. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao À. có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người thành công trên con đường kinh doanh, trong khi một số khác lại cảm thấy thất vọng với cuộc sống của mình? Chỗ này là đến dây số số 7, cho nên thằng này nó sẽ kéo dài đến dây số 6. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người thành công trên con đường kinh doanh, trong khi một số khác lại cảm thấy thất vọng với cuộc sống của mình? Chào Yến, lâu quá không gặp nhau. Thì cái đoạn này ấy, là chúng ta lại cần thêm một cái đoạn gọi là dẫn nữa này. Đấy. Đấy, chúng ta cần một chút nhạc và một cái đoạn dẫn nữa này. Đấy. Thì chúng ta sẽ kéo toàn bộ cái thằng này đi ra xa một chút. Đấy. Đấy. Còn cái thằng này thì chúng ta sẽ kéo nó ra đây. Này cũng kéo ra đây. Đấy. Đấy. Sống của mình. Đấy, chỗ này chúng ta sẽ có lồng một chút nhạc vào đây. Được chưa? Lồng một chút nhạc. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau. Ừ. Lồng một chút nhạc vào đây. Đấy, xong đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ có cái đoạn chuyển cảnh hoặc là chúng ta đưa vào đây một cái cảnh khác, chúng ta sẽ cắt nó ra. Được chưa? Chúng ta sẽ cắt cái đoạn này ra.
cắt nhé. Chúng ta sẽ cắt cái đoạn này ra. Đấy, được chưa? Rồi, cái đoạn này ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó là chúng ta sẽ đưa vào đây một cái keyframe. Đấy, một cái keyframe. Đây, chúng ta sẽ cắt cả đoạn này và cắt cả đoạn này luôn. Đó, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lồng vào đây một cái keyframe. Đấy, keyframe, được chưa? Và cái keyframe này ấy, là chúng ta sẽ di chuyển cái khung hình, được chưa? Di chuyển cái khung hình. Chúng ta sẽ thay đổi cái khung hình một chút. Đó. Đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ thay đổi cái khung hình một chút. Rồi. Đấy. Nó là sẽ zoom ra là bao nhiêu ạ? Zoom ra là 140%. Đấy, zoom 140%, scale 140% và cả vị trí luôn. Đấy chưa? Đấy. Rồi. Đấy, thì thằng này cũng tương tự như vậy. Đấy, chúng ta có thể copy cái này nhá. Show keyframe. Copy. 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 Không, cái thằng này nó không có copy cái keyframe. Rồi, thì chỗ này thì chúng ta cũng là gì ạ? Cũng cho vào scale là 140%. Đấy. 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 Được chưa? Rồi, đến cái đoạn này. Đấy, như cái đây một tí. À, thằng này 140 thì hơi to. Rồi, xong đến cái đoạn này thì bắt đầu mình lại zoom nhỏ lại. Mình lại zoom nhỏ lại là 100. Được chưa? Và đưa về nó về cái hình gốc. Được chưa? Đấy. Rồi, thằng này tương tự như vậy, chúng ta cũng zoom nhỏ lại về 100. Đấy, và cũng đưa nó về vị trí này. Đấy. Đấy, được chưa? Rồi. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có cái đoạn này. Đấy. Được chưa? Đấy. Chào Yến. Của mình. Đó, nó sẽ có đoạn như chào Yến. Đấy, thì cái đoạn này ấy, là chúng ta sẽ có thêm cái đoạn là hai người này nói chuyện với nhau mà lại không ấy. Sẽ có cái đoạn là anh này đi đi sang phải, cô này đi sang trái, được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh này nhé. Đấy, chúng ta copy. Đấy, chúng ta paste nó vào đây, con vào một tí, đưa lên đây, được chưa? Đấy. Rồi. Đó. Thì ở đây ấy, là nó sẽ có cái đoạn này cô này về đúng ở đây. Chào Yến. Đến là điểm này là điểm điểm cô này cô ấy đến, được chưa? Cái keyframe ở đây chúng ta giữ này, cái keyframe ở đây là chúng ta giữ này nguyên si này, được chưa? Còn cái keyframe bên này thì làm sao ạ? À, chúng ta phải kéo nó ra phía sau. Đấy. Khi mà khi mà nó zoom vào đến đây. Chào Yến. Thì là gì ạ? Là bắt đầu xuất hiện là vừa. Đấy, đến đây này. Thì bắt đầu là cô này cô đi từ đây vào. Đấy, cô phải đi từ ngoài này vào. Đấy, cô đi từ ngoài này vào. Được chưa? Cô đi từ ngoài này vào. Đấy, nghe thấy không ạ? Đấy. Mình. Đấy, phải bỏ keyframe này đi. Bỏ keyframe này đi. Đấy. Cái keyframe bên này là cô phải từ bên ngoài cô đi vào. Và bên này cô to hơn một tí. Được chưa? Đấy, rồi. Đấy, cô đang đi vào. Anh chị em thấy không? Thấy cô đang đi vào. Và bé chào Yến. Đấy. Còn cái anh này. Đấy, chúng ta cũng copy. Dán tạm ra đây này. Dán tạm. Đâu rồi? Đấy. Copy này. Dán ra đây này. Đó. Đâu rồi? Thế đâu rồi? Copy này. Không dán sang cái này được. Copy này. Dán.
copy dán ra đây này. Đó. Rồi. Rồi. Chào Yến. Đấy. Cái đoạn này thì là cái đoạn mà nó sẽ khớp này. Là mình sẽ giữ cái keyframe ở đây này. Còn cái bên này ấy, là gì ạ? Là anh ta sẽ phải đi từ từ đây. Đấy, anh ta sẽ phải đi từ đây. Đấy, bắt đầu từ cái anh chàng này. Được chưa ạ? Đấy, anh chàng này anh ấy đang đi. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, chúng ta sẽ xem nhé. Đấy, rồi, anh này với cô này bắt đầu đi gần vào nhau này. Anh chị em thấy Chào không? Yến, lâu Đấy. quá không gặp nhau nhỉ. Được chưa? Mới nghe nói Yến Đấy. đang Rồi, nó hơi ấy một tí. Đây, sau đó thì chúng ta sẽ có phần dẫn ở trong một cái buổi tiệc party của Chào cái Yến, bạn cũ. lâu quá không gặp nhau nhỉ. Thì cái chỗ đoạn này chúng ta sẽ có nhạc và có một cái phần text vào đây. Đấy, chúng ta có phần text vào đây. Đó là gì ạ? Trong buổi họp lớp. Trong buổi họp lớp. Trong buổi họp của họp lớp. Họp lớp của học lớp cấp 3. Trong một buổi học lớp cấp 3. Đấy, chỗ này chúng ta dùng cái không này đi. Đấy, học lớp cấp 3. Bên đây. Đấy, chúng ta chọn một cái không nào đó. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy. Thì ngay cả cái này thì chúng ta cũng có thể là cho nó chuyển động được nhé. Đấy. Yeah. Đấy. Ví dụ như là chúng ta muốn cái nó nhỏ ở đây. Yeah. Thì chúng ta cho keyframe ở đây. Keyframe của nó ở đây. Nhé. Yeah. Về animation. Đấy. Position and size. Đấy. Được chưa? Rồi. Cái chỗ này thì nó sẽ xuống dưới này và to ra này và to ra, được chưa ạ? Trong một buổi họp lớp các bạn, anh chị em thấy không ạ? Cái chữ nó bắt đầu nhỏ dần và nó đưa Chào lên. Yến, lâu Đấy. quá không gặp nhau nhỉ. Được chưa ạ? Đấy. Rồi. Đấy, chỗ này chúng ta có thể thêm một tí nhạc vào đây. Đấy, để mà gì ạ? Có một cái đoạn là dẫn. Đấy. Đến đoạn này thì chúng ta cho nhạc nó nhỏ đi. Được Sống của mình. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo và thú vị. Đó là mô hình affiliate cùng công ty Lightgood. Rồi, ok anh chị em. Đấy, đến đây là một đoạn nhỏ thôi nhé. Sau đến bắt đầu là gì ạ? Là chúng ta đến cái đoạn là giới thiệu các cái đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta ở đây thì chúng ta cũng có thể để cái nhạc này. Đấy, chúng ta có thể để cái nhạc này. Dạ, chúng ta để cái nhạc này. Cắt nó đi. Đó. Được chưa? Chúng ta để nhạc này, nhưng mà nó gì ạ? Nó nhỏ thôi. Đấy, cái volume chúng ta cho nó xuống. Đấy. Chào Yến. Chúng ta cho volume nó xuống vừa vừa. Chào Yến. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến. Cắt cái đoạn này ra cho nó nhỏ đi một chút. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo và thú vị. Đó là mô hình affiliate cùng công ty Lightgood. Đấy, được chưa? Rồi, đến đây nhá. Xong bắt đầu là chúng ta đến cái cảnh tiếp theo. Đấy. Cái cảnh tiếp theo đó là mình sẽ giới thiệu về cái công ty Lightwood đúng không ạ?
Thì cái này thì chúng ta sẽ cho đây lại một cái nền trắng nữa. Đấy. Chúng ta cho vào đây một cái nền trắng nữa. Nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ add vào đây cái đoạn dẫn ưu điểm. Đó. Đấy. Thì chỗ này chúng ta có một cái đoạn dẫn ưu điểm như sau. Ưu Đấy. điểm của mô hình affiliate cùng Lygood. Một, không cần đầu tư nhiều tiền. Đấy. Thì chúng ta sẽ đưa đây vào phần text vào đây. Đấy, cái phần text này. Đấy, chúng ta copy chúng ta đưa vào đây. Đấy. Được chưa? Đấy, thì ở chỗ này thì chúng ta đưa vào đây cái phần ưu điểm nhé. Ưu điểm. Được. Đây. Đấy, chúng ta đưa xuống đây. Rồi. Đó, copy cái đoạn này. Đưa vào đây. Được chưa? Đấy. Rồi. Đó. Rồi. Hình affiliate cùng Lygood. Đến đoạn này nha. Thì cái thằng này là đến đây rồi. Chạy đây rồi. Đấy. Rồi. À, cái phông này thì chúng ta có thể cho to ra một chút. Cho nó ra giữa. Affiliate cùng Lygood. À. Ưu điểm của mô hình affiliate cùng Lygood. Một. Rồi, copy cái này. Đấy, chúng ta đưa vào đây. Đấy, chúng ta sẽ chọn là một này. Thậm chí là chúng ta copy từ 1 đến 5 luôn. Đấy, được chưa? 1 đến 5 luôn. Không áp lực doanh số. 5. Không áp lực tuyển dụng. 5 luôn. Được chưa? Rồi. À, cái này là nó sẽ bắt đầu từ từ chỗ này là giây số 32 đến giây số 42, tức là gần 10 phút. Thì cái đoạn này ấy, chúng ta vào phần animation này. Đấy, chúng ta chọn vào phần nó khoảng độ tầm 9 9 phút rưỡi. Không cần đầu tư nhiều tiền. 2. Chúng ta đưa xuống khoảng độ tầm 8 8. Không cần đầu tư nhiều tiền. 2. Không cần ôm hàng. 3. Không cần bán hàng. 4. Không áp lực doanh số. 5. Đấy. Không cần đầu tư nhiều tiền. 2. Không cần ôm hàng. 3. Không cần bán hàng. 4. Không áp lực doanh số. 5. Không áp lực tuyển dụng. Đấy, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta lại copy cái này. Đấy. Sau đó là chọn cái thứ 6 đi, cái số 11. Được chưa? Đấy. Rồi. Cái từ thứ 6 đến số 11 là chúng ta có thể kéo dài đến tận đây. Và nó là từ giây số 42 cho tới giây số là 58, như vậy nó là 16 giây. Đấy, chúng ta nhấn vào phần animation này. Chúng ta kéo lên đến là 15, mấy giây này. 6. Đấy. 6. Tuyển dụng. 6. Không áp lực năng động hàng tháng. 7. Được mua sản phẩm với giá xuất xưởng. 8. Có đội nhóm hỗ trợ. 9. Được học tập từ AZ. 10. Có công cụ để tự động hóa doanh nghiệp. 11. Thu nhập không giới hạn. Đặc biệt ở đây, bạn không cần phải Tôi đầu tư muốn có nhiều thu nhập tiền, ổn định, không cần phải nhưng ôm không hàng biết phải làm và thế đặc biệt nào. là không cần bán Thật hàng. không? Vậy tôi phải Đơn làm giản, gì? bạn Nghề chỉ có cần vẻ trở thú thành một vị, đối tác nhưng kết liệu nối tôi có khách đủ hàng khả với năng sản đáp phẩm ứng chất không? lượng từ Lygood. Bạn không phải lo lắng về áp lực doanh. Ok nha. Rồi, như vậy là chúng ta xong được cái phần giới thiệu này. Được chưa? Rồi, sau đó thì chúng ta lại bắt đầu đến cái phân cảnh tiếp theo. Đấy, cái phân cảnh tiếp theo này. Chuyển cảnh này, đang ngồi trò chuyện vui vẻ này. Rồi. Rồi, đây, dẫn hai. Đấy, thêm cái đoạn dẫn hai này. Đấy, thêm cái đoạn dẫn hai này. Được chưa? Thì cái đoạn dẫn hai này thì chúng ta vẫn tiếp tục với cái khung nền trắng, nhưng mà chúng ta thêm cái phần dẫn hai vào đây. Import cái phần dẫn hai vào đây. Import âm thanh vào đây. Được chưa? Với mô hình này, bạn sẽ khám phá một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà bạn có thể tạo ra thu nhập ổn định và đạt đến con số 50 triệu mỗi tháng. Đấy, đưa vào đây. Kéo cái này xuống đây. Được chưa? Đấy, rồi, cái đoạn này thì chúng ta copy cái phần text này. Đấy. Đưa nó vào đây.
Được chưa? Rồi, cái phần dẫn hai này thì chúng ta copy cái phần này vào. Ok không ạ? Đấy, dán vào đây. Đó, thì với cái đoạn này là từ 058 giây cho tới là gì ạ? Là 06, như vậy nó là rơi vào là 8 giây. Thì chúng ta nhấn vào phần animation này. Đấy, chúng ta đưa vào phần 8 giây. Ok không ạ? Với mô hình này, bạn sẽ khám phá một thế giới hoàn toàn mới. À. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ phải nhấn Enter này. Enter này. Đấy, Enter này. Được chưa? Rồi, đưa vào đây. Đấy. Với mô hình này, bạn sẽ khám phá một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà bạn có thể tạo ra thu nhập ổn định và đạt đến con số 50 triệu mỗi tháng. Rồi, đấy, như vậy là xong cái phần dẫn này. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến phần Yến và Hải và Yến đi dạo này. Đấy. Rồi, cái phần Hải và Yến đi dạo này thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy những cái hình ảnh của một cái video của Livewood thì chúng ta có thể là gì ạ? Là đưa vào đây một cái video nào đó. Đấy, video này có vẻ có nhiều cái này. Đây. Đây, bắt đầu cắt từ đây. Được chưa? Rồi. Đấy. Đấy. Cắt đến đây đi. Rồi. Chúng ta cắt ở đây. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Cái phần video của Hải nó bị xóa mất rồi đúng không? Rồi. Đấy. Cái này thì chúng ta cho âm thanh về không nhé. Đấy. Rồi. Cái phần âm nhạc này thì chúng ta có thể cho thêm vào đây. Chỉ cho vào dưới này. Cho vào đây. Cho âm thanh này dưới này. Đấy. Đến cái đoạn này ấy, thì chúng ta lại cho âm nhạc nó to lên một chút. Rồi, chúng ta cắt đi. Cắt đi. Cắt. Chỗ này lại cho âm nhạc nó về như cũ. À không. À, nó vẫn bé. À, mà chỗ này thì chúng ta sẽ đưa thêm cái nhân vật của Hải vào này. Dạ, đưa lên trên này. Rồi. Đấy. Đấy. Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm. Đến đoạn. Độc đáo và thú vị. Đó là mô hình affiliate cùng công ty. Đặc biệt ở đây. Đây, đoạn này nha, chúng ta sẽ cắt cái đoạn này đi. Được chưa? Đưa vào đây. Đấy. Thì chỗ này chúng ta cho to nó ra để bên này. Đấy, và chúng ta sử dụng cái cắt out này, sử dụng chroma key. Dán vào đây, đưa to lên một tí. Đó. Được chưa? Ừ. Đặc biệt ở đây, bạn không cần phải đầu tư nhiều tiền, không cần phải ôm hàng, và đặc biệt là không cần bán hàng. Đơn giản, bạn chỉ cần trở thành một... Đấy. Đấy. Rồi. Rồi, đến đây là mình ngắt này. Mình sẽ ngắt cái của Hải ra này. Sau đó là chúng ta sẽ cho phần của Yến vào đây này. Đấy ạ, cái phần của Hải chúng ta đưa ra xa. Đấy, phần của Yến này. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Cái đoạn này có chứ nhỉ? Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ? Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy... cái đoạn này thì mình phải thêm luôn cái phần kia. Thêm luôn cái phần này vào. Bởi vì là theo cái phần dẫn này của Yến này. À, nó bị thiếu cái phần này. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Đây, nó phải đến đây. Đấy. Nó phải đến đây. Đấy. Cái đoạn này, này. Cái đoạn của cô Yến này. Đó. Cái đoạn này này. Đấy, thì cái đoạn này anh Hải sẽ vào ra đây. Đấy.
Việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đang rất... Chị, mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Ừ, tôi đã... Đấy, thì chỗ này mình đưa ra đây nhá. Mình nhấn vào phần cut out này, chọn chroma key này, gắn vào đây này, chọn strength lên này, đấy, chọn đấy này, thấy chưa? Đấy, cái đoạn này ấy, là mình phải cho nó nhỏ vào một tí này, đưa vào đây này, đấy. Nhỏ một tí nữa. Mới. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo. Đây, cái này kéo ra tới tận đây. Đấy, rồi. Bây giờ là cái thằng này cũng phải kéo ra đến đây. Kéo ra đây. Thằng này cũng phải kéo ra đây. Đó. Thằng này cũng kéo ra đây. Rồi. Bạn cũng bị... Đó là mô hình affiliate cùng công ty Linewood. Ưu điểm của mô hình affiliate cùng Linewood. Đấy. Rồi. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ làm một cái transition nào đó ở chỗ này. Transition nào đó ở chỗ này. Cho transition ở đây. Đây. Một, không. Affiliate cùng công ty Linewood. Ưu điểm của mô hình affiliate cùng Linewood. Một, cùng công ty Linewood. Ưu điểm của mô hình affiliate cùng Linewood. Chỗ này thì chúng ta cách ra một tí. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ có công ty Linewood. Ưu điểm của mô hình đấy, affiliate cùng Linewood. Một, không cần đầu tư nhiều tiền. Hai, không cần ôm hàng. 3. Không cần bán hàng. 4. Không áp lực doanh số. 5. Không áp lực tuyệt. Cái đoạn này ấy, thì là đến chỗ này chúng ta phải cho ra một tí. Cập không giới hạn. Với mô hình này, bạn sẽ khám phá một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà bạn có thể tạo ra thu nhập ổn định và đạt đến con số 50 triệu mỗi tháng. Đặc biệt ở đây, chỗ này chúng ta kéo ra được một tí. Đặc biệt ở đây, bạn không cần phải đầu tư nhiều. Chỗ này chúng ta có thể làm một cái transition cho ông này. Cho ông này ông hiện ra. Đặc biệt ở đây, bạn không cần phải đầu tư nhiều tiền, không cần phải ôm hàng, và đặc biệt là không cần bán hàng. Rồi. Cái chỗ này thì mình sẽ đưa cái hình ảnh tới bạn Yến. Thật không? Vậy tôi phải làm gì? Nên đơn giản. Đây. Đấy, chỗ này mình sẽ cắt out. Đấy. Rồi, chỗ này mình sẽ cắt chỗ này. Sẽ đưa vào đây. Đấy. Chỗ này mình sẽ lật sang bên này. Được chưa? Và đặc biệt là không cần bán hàng. Thật không? Vậy tôi phải làm gì? Đấy, xong bây giờ lại đến đoạn bạn Hải nhé. Đơn giản, bạn chỉ cần trở thành một đối tác, kết nối khách hàng. Đấy. Đơn giản, bạn chỉ cần trở thành một đối tác, kết nối khách hàng với sản phẩm chất lượng từ Linewood. Đấy, cắt cái đoạn này đi, mày kéo dài ra đây. Tôi phải làm gì? Đơn giản, bạn chỉ cần trở thành một đối tác, kết nối khách hàng với sản phẩm chất lượng từ Linewood. Rồi, xong đó thì lại đến cái đoạn này. Đấy, cái cô này. Đấy. Và cho lật cho này. Đấy. Chất lượng từ Linewood. Nghe có vẻ thú vị, nhưng liệu tôi có đủ khả năng để thành công? Nghe có vẻ thú vị, nhưng liệu tôi có đủ khả năng để thành công?
Bạn không phải lo lắng về áp lực doanh số hay tuyển dụng, mà được tập trung vào việc phát triển bản thân. Đừng lo, Yến, cùng với Lightwood. Đấy. Tiếp theo này. Tôi phải làm gì này? Đặc biệt này, thật không tôi phải làm gì này? Đấy, đơn giản này. Đấy. Rồi, Yến này, nghe có vẻ thú vị này. Đừng lo này. Rồi, nói doanh nghiệp cho bạn này. Bạn để thành công. Bạn không phải lo lắng về áp lực doanh số hay tuyển dụng, mà được tập trung vào việc phát triển bản thân. Đừng lo, Yến, cùng với Lightwood, bạn sẽ... Đừng lo. Đây, cái chỗ này là chỗ mình phải cắt này. Đấy, chỗ này phải kéo vào đây. Xong rồi kéo vào đây. Làm gì? Đơn giản, bạn chỉ cần trở thành một đối tác, kết nối khách hàng với sản phẩm chất lượng từ Lightwood. Bạn không phải lo lắng về áp lực doanh số hay tuyển dụng, mà được tập trung vào việc phát triển bản thân. Nghe có vẻ. Nghe có vẻ thú vị, nhưng liệu tôi có đủ khả năng để thành công? Đừng lo, Yến, cùng với Lightwood, bạn sẽ được học tập và được đào tạo bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ về mô hình kinh doanh này và cung cấp công cụ để tự động hóa doanh nghiệp của bạn. Chúng ta đã có điểm xuất phát giống nhau, thậm chí ngày xưa bạn còn học giỏi hơn mình phải. Không Yến, nhưng với lựa chọn khác nhau, chúng ta đã đi trên những con đường khác nhau. Hãy cùng tôi, cùng Lightwood và hãy thay đổi cuộc sống của bạn để đạt được thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc. À đây, đây còn cái đoạn dẫn này nữa. Còn cái đoạn dẫn này nữa. Đấy, tôi đưa phần đoạn dẫn này vào. Đúng không ạ? Đoạn dẫn 3 này. Cái đoạn dẫn 3 này sau cái phần hải tự động hóa doanh nghiệp. Cụ thể tự động hóa doanh nghiệp của bạn. Rồi, cái đoạn này là mình phải cắt ra một tí. Đấy. Rồi, đưa cái đoạn dẫn này vào đây. Đoạn dẫn 3 đưa vào đây. Rồi, dẫn 3 đưa vào đây. Đấy, cái này kéo vào đây. Dẫn 3 đưa vào đây. Và tại Lightwood, khát vọng của bạn không có giới hạn. Bạn có thể tạo ra thu nhập 50 triệu mỗi tháng hoặc hơn và trở thành người thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh như Hải. Cung cấp công cụ để tự động hóa doanh nghiệp của bạn. Và tại... Đấy, thì chỗ này ấy, là chúng ta sẽ đưa vào đây một cái hình ảnh logo hoặc là cái gì đó. Về phần hình ảnh đi. Đấy ạ, chúng ta sẽ có một cái hình ảnh nào đó, 1, 2, 3 cái hình ảnh nào đó đẹp đẹp. Dạ, ta đưa vào đây chẳng thế đây, cái hình ảnh đó, đó. Và tại Lightwood, chỗ này chúng ta lại sẽ có phần text vào đây. Có phần text vào đây. Đấy. Cái phần text vào đây. Đến đến đây. Đấy. Cái phần text này nó lại có cái đây. Đấy. Chúng ta sẽ enter này. Của bạn. Và tại Lightwood, khát vọng của bạn không có giới hạn. Bạn có thể tạo ra thu nhập 50 triệu mỗi tháng hoặc hơn và trở thành người thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh như Hải. Cái hình ảnh nó hơi xấu. Cái hình ảnh nó hơi xấu, chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh khác. Đẹp hơn. Được chưa? Cái hình ảnh này cũng hơi xấu. Hình ảnh này hơi xấu. À.
và tại Livebook, khát vọng của bạn không có giới hạn. Bạn có thể tạo ra thu nhập 50 triệu mỗi tháng hoặc hơn và trở thành người thành công, hạnh phúc. Đây, chúng ta có thể sử dụng cái viền đó. Đó, và chúng ta cho nó transparent đi một tí đó. Và tại Livebook, khát vọng của bạn không có giới hạn. Bạn có thể tạo ra thu nhập 50 triệu mỗi tháng hoặc hơn và trở thành người thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh như Hải. Rồi, rồi cái đoạn này chúng ta cũng dẫn vào đây một tí, cho nó vào đây một tí, chữ vào chúng ta một tí. Dạ, của bạn. Và tại Livebook, khát vọng của bạn không có giới hạn. Bạn có thể tạo ra thu nhập 50 triệu mỗi tháng hoặc hơn và trở thành người thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh như Hải. Rồi, đến đây thì chúng ta lại tiếp tục. Đấy, chúng ta lại tiếp tục copy cái nhạc này, gắn vào đây. Okay, bây giờ là chúng ta sẽ có cái phần Hải và Yến sẽ cùng xuất hiện. Đó. Chúng ta đã có điểm xuất phát giống nhau. Ô, Yến đâu mất rồi? Đó, thì chỗ này thì chúng ta sẽ đưa hình ảnh cô Yến vào. Bên trên này. Rồi. Đấy, bên trên này. Đó. Bây giờ đây. Bây giờ đây. Đến cut out chroma key. Chọn cái này để gì ạ? Đó, để xóa không? Chọn cái này để lật sang. Được chưa? Đấy. Và cái chỗ này thì cô Yến này còn nói gì nữa không? Hết rồi. Đấy. Rồi. Cái đoạn này là hết rồi. Đấy, cái đoạn này thì mình bỏ cái âm thanh của cô ấy ra đi. Chúng ta đã có điểm xuất. Chúng ta đã có điểm xuất phát giống nhau, thậm chí ngày xưa bạn còn học giỏi hơn mình phải không Yến? Nhưng với lựa chọn khác nhau, chúng ta đã đi trên những con đường khác nhau. Hãy cùng tôi, cùng Like Good và hãy thay đổi cuộc sống của bạn để đạt được thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc. Thì chỗ này chúng ta có thể ghi hình một cái đoạn cô Yến này, cô ấy chỉ nghe thôi, không nói, đang lắc cái đầu thôi. Chỗ này chúng ta thể ghi hình thêm cái hình cô Yến này. Đấy, ghi thêm cái đoạn này nữa. Nào, nó không nói, cứ nói. Rồi, anh chị em thấy ok chưa? Có đoạn nào cần sửa không? À, người B đi được, người B đi được chứ, cử chỉ đang dùng cũng mất, không mất phí, miễn phí hết chị ơi. Canva ơi, Canva xóa nền video được mà, đúng rồi. Ơi, ok nhá, Huy đã hoàn thành xong cái video gọi là hoạt hình quảng cáo, hoạt hình nhưng mà lại phải có mục tiêu của quảng cáo chứ không phải toàn chơi chơi, được chưa? Anh chị em thấy cái video vừa Huy vừa làm thế nào ạ? À, có dùng được không này anh Cường? Anh Cường ơi, bật bật mic lên nào. Đó, quá tuyệt luôn thầy ơi, đợt tới này chắc là có khi này phải triệu thầy để học một lớp coaching một một này. Đang có mấy sản phẩm còn chưa định hỏi, hôm nay tự nhiên thầy dựng cho vào video này, tuyệt quá. À nha. Cảm ơn thầy. Dạ vâng. Đấy, thì anh chị em thấy không ạ, là nó rất là dễ, không hề khó tí nào nhé.
Đấy, quan trọng nhất là cái tư duy của mình thôi, và ngồi chỉnh 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 chỉnh. Nó có ba bước thôi. Bước một đấy là gì ạ? Là viết kịch bản. Bước hai đấy là làm voice, đúng chưa ạ? Tạo voice. Đấy. Bước ba đấy là gì ạ? Tạo ra cái hành hành động dựa trên cái voice đó, đúng không ạ? Bước bốn là ghép hình tất tần tật các thứ vào. Ok không ạ? Như vậy là gì ạ? Là chúng ta có bốn bước để mà chúng ta làm ra một cái video quảng cáo với một cái câu chuyện có gọi là cái tính hấp dẫn. Đấy. Nó là video quảng cáo thì tất nhiên nó sẽ có lồng ghép những cái đoạn quảng cáo rất là bình thường. Ok không ạ? Đấy. Và nếu mà có thời gian thì có thể là Huy sẽ chỉnh sửa thêm cái phần chữ trắng ấy, thì chúng ta có thể đưa thêm cái video vào. Đấy. Nhưng mà Huy thấy rằng là cái phần chữ trắng ấy, nó rất là hay, nó khiến cho người ta tập trung vào cái phần chữ. Được chưa ạ? Đấy. Hoặc là cái đoạn mà lời thoại của hai nhân vật, chúng ta có thể lồng thêm cái chữ, cái text cho cái lời thoại của hai nhân vật đấy vào thì nó cũng sẽ hay hơn. Ok không ạ? Đó, thì một vài cái thứ để giúp chúng ta tinh chỉnh hơn một chút chút xíu nữa. Nhưng về cơ bản như vậy là Huy đã hoàn thành một cái video quảng cáo, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái video này để mà quảng bá cho cái sản phẩm hay cái doanh nghiệp hay cái cơ hội kinh doanh. Đấy. Và cái này là Huy làm thật anh chị em nhé. Cái này làm thật chứ không phải làm chơi, làm thật, làm ra sản phẩm để dùng thật. Được chưa ạ?